Sapapa pasa akarana Kosala so pasampatia Sachata pareyao te panang Kể đại gia mình thư nơi ông bơ bạp tàng buồn mùi Kể đại gia nhăn cổ xoal đó là bồ mùi Kể đại gia chùm rèn chất ỏi xa thu rộp hòn mùi Tàng bày nít chìa biệt riêng bộ đáy Nây bạc xa mà xàm phút tàng lại cực bộ ông Chiêng bộ dẹp tràn cao Khnông vật
Nông vẹt xạ vật tây, tê vật lộ. Càm nô tạ tha cốt ban cho tạ co bà xam cốt bà xa ân nô. Bà ân xoài ngọc nơi con tạ thông hai ân kia. Bà lô tạ nia dục. Prong tiếng bà xam ai chạy skop skol đòi bay nâng tất. Ai bà một đi ân nô trông miên bà nê đòl bò rì xót trông chia chia co tạ tha ăn mình ban ông bì gồm ba ni tư dẹp ni nâng ban trang chia bà bốt sát ni nâng chân chạc trông cập bơ là bò tô chia tê rì rìa hai tăng sạch đây chia dân thơ tốc cạc ra kê rì giang sát ní nâng ổng côi nơi tiếp cô nơi a à chạp ba là prap tờ tua bài giác nông tỷ nục rùi hai cho tờ cam stân nê rang chở rìa và chân mình xoay ổng nô trông xoay bài giác tiếp chân nê stân nê rang chở rìa hai cổ chôn tư ai cô phô thị bật tam phơi đo bật xa tai kê chắc chạy hơi ông có ông bì nung một bà chân là xoay miên dù chân trung phơ bà bà tẹt sân phô phô thị mẹt đẹp đo bật xa hơi ban tạc đăng tiên cô này ạc sát thạp bật bà mẹ đa bồng cát này bà xam phụt này nâng miên bà niên tha mẹ dìa bà bây đa mẹ bà niêm sốt thô tẹt nẹ dẹt này nâng ban chia bà phụt bà niêm cổ đông bà thế ra chua cao lịch tạc mùi ô bạc tê sát mùi mình miên á sở vẹt pha cha rìa kẹt miên chất ngọt đồng ngọt miên chất đồng còn ngọt nâng chia hạ kẹt xa vẹt bà thê ra chmua hạ non nâng chia ô bà thạc bùm ra bà chân là srei ân ní chia bà thê rây chmua khê ma mùi ô bà kẹt xa vì kè chơ sổng ra trang đăng robot bà miên bà phiệt nô kê hào tha ác sát thạc bật ốc ba xót mua chất tạc mùi ác hạ tha lạ và cạc mùi nâng chia ác kẹt ốc và thạc ốc ba xảy ca mua non tạc miệt đà mùi ốc tạ rạc mùi nâng chia ác kẹt ốc và thạc dị ca bà cố đông đón trung du ông nô miên ra chốn mìa du mười rời năm vua mà đu nâng tê và đa lô ban đáp ra quân đề ca ni rồi bo ra à nam là ta say mình miên bộ cô sma trung xoay rồi con đỏ thông hai cô viên chặt đi rìa dẹp ni chờ vui vượt lớp này ra quân vua mình lúc rong tên tê và đa mùi mừng lô cả thiên non khía sai khô phong tên này phong sai phong vừa ăn trở lý nạc má sạc ca phong tha vua dân ba nâng khuyên mẹ phong khnông sạc na rồi bò bà lô cả thiên ông ghế ăn ra cốt mừng khám vua mình đô ca trông sân ba khuyên công quân trong cuộc mục công cắt do công quân khang cao hai trông sân bà chân là xoay ông nê công nâng ban sống ra trong cuộc bà phía bà bốt ông nê nông ca chia ăn ra cốt mừng khám có giang nụ đài trong nay ta tha cốt lục ban snap ra bố đề ca ra bố bè ạc nào mà ta xây ân nô cổ viên chất tê tiết đòi ca bùng bình ba ra bay tẹp nọ
ព្រះសាស្តាព្រះនាមអនោមតាសីមានដកលឈ្មោះចន្ទបតីមហាក្សត្រព្រះនាមយសវីរជាព្រះបិតាព្រះមាតាព្រះនាមសោធរៈព្រះអនោមតាសីអង្គនោះទ្រង់គង់គ្រប់គ្រងព្រះរាជដំណាក់ អស់មួយម៉ឺនឆ្នាំប្រសាទដល់ប្រសាទមានបីគឺសិរីប្រសាទមួយឧបសិរីប្រសាទមួយវត្តៈប្រសាទមួយសម្រាប់ព្រះអង្គពួកនារី23,000ប្រដាប់សំរុំនារីជាអគ្គមហេសីនោះព្រះនាមសិរិមៀ មានព្រះរាជបុត្រព្រះនាមឧបសាលៈព្រះចន្ទស្រីទ្រង់បានឃើញនៅនិមិត្តបួនយ៉ាងហើយស្ដេចចេញទៅដោយវរក្រែស្នែងទ្រង់តាំងសេចក្តីជាយាមអស់ដល់ខែអឹតខ្វាក់ព្រះអនោមតាសីមហាមុនីមានព្រះទ័យស្ងប់រងាប់ មានជាយាមច្រើនដែលព្រំអរថនីហើយទ្រង់សំដែងធម្មចក្រក្នុងសុទ្ធសនៈឧបជាដល់ឧត្តមប្រទេសរាជឈ្មោះនិសភៈមួយអនោមតាមួយជាអគ្គសាវកឯព្រះថេរឈ្មោះវរណៈជាឧបខៈ របស់ព្រះសាសនាព្រះនាមអនោមតាសីនោះប្រទេរៃឈ្មោះសន្តរាមួយសុមនាមួយជាអគ្គសាវិកាឈើសម្រាប់ត្រាស់ដឹងនៃព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះហៅថាអជនធប្រដើមអង្ក្រងឧបាសកឈ្មោះ នំនំតិវត្តធៈមួយសិរិវត្តធៈមួយជាអគ្គឧបថាឧបាសិកាឈ្មោះឧបឡាមួយបតុមាមួយជាឧបថាយិកាព្រះមហាមុនីមានកម្ពស់58វិញលើនៃព្រះអង្គផ្សាយចេញទៅដូចជាព្រះអាទិត្យព្រះឡើង ព្រះអង្គមានព្រះជន្មមានអាយុ1សែនឆ្នាំជាកំណត់ទ្រង់ឋិតនៅអស់កាលដរាបនោះទ្រង់ញ៉ាំងសាសនារីរិទ្ធល្អដោយពួកអរហន្តជាតាទីបុគ្គលប្រាជ្ញារាជ្យប្រាជ្ញមន្តិលសាសនារបស់ព្រះចន្ទស្រីល្អរុងរឿង ឯព្រះសាសនាអង្គនោះមានយុគ្រោះមិនបានក្តីគូនៃសាវៈទាំងនោះមានគុណថ្លឹងមិនបានក្តីរបស់ទាំងនោះវិញ្ញាសន្តិសង្ខារទាំងពួងរបស់ជារបស់ទៅទេពិតព្រះចន្ទស្រីជាសាសនាព្រះនាមអនោមតាសីទ្រង់បរិណិព្វានក្នុងធម្ម មានរាមឯព្រះស្ដោបញ្ចោព្រះធាតរបស់ព្រះចន្ទស្រីអង្គនោះមានកម្ពស់20យោជន៍ប្រទេសស្ថានក្នុងអារាមនោះចប់អនោមតាសីពុទ្ធវង្សទី8សូមអនុមោទនា